Xin chào các bạn, như rằng các bạn biết là một cái phần mềm Canva là một trong những cái phần mềm thiết kế ảnh hay trên thế giới. Có thể nói là dành cho những người không rành chuyên môn về thiết kế. Thế thì hôm nay tôi sẽ dành tặng cho 1.000 bạn nhanh nhất đăng ký vào cái đường link website trên màn hình để các bạn có thể nhận được cái tài khoản miễn phí này. Và bạn chỉ cần là 3 bước và các bạn nhìn trên màn hình. Ở đây thì các bạn đầu tiên bạn truy cập vào cái trang web và điền cái thông tin và cái link trang web là đây, các bạn có thể gõ vào cái trình duyệt web là bit.ly tạo 1.000 bản fan rồi. Sau khi nó như vậy thì nó sẽ ra được cái phần này, và sau đó tiếp đến thì các bạn sẽ nhập cái họ và tên này, họ tên vào nè, sau đó nhập email vào và nhập số điện thoại. Sau đó thì các bạn sẽ click vào đăng ký. Sau khi bạn đăng ký thì cái đường link sẽ hiện ra cái thông tin là để kết nối Zalo để nhận được các câu hỏi và trả lời thắc mắc của các bạn và gặp phải trong cái quá trình các bạn đăng ký. Rồi, sau khi các bạn làm xong cái bước 1 này, chúng ta đăng ký đầy đủ thông tin nè. Đấy. Rồi vào đến cái bước 2. Bước 2 thì sao? Bước 2 thì các bạn sẽ tạo cho mình á là một cái tài khoản canva.com. Bước 2 chúng ta sẽ gõ lên đây canva.com. Gõ lên trình duyệt web luôn nha. Rồi, ở đây tiếp đến. Nếu ở đây mà các bạn mà đã có được cái tài khoản rồi á thì chúng ta không cần đăng ký, còn nếu chưa thì làm theo tôi nha. Đầu tiên các bạn click vào phần sign up, nó vào đăng ký. Ở đây thì các bạn có thể đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook hoặc là các bạn dùng cái tài khoản Google của bạn. Rồi, ở đây thì tôi sử dụng bằng cái đăng ký bằng cái tài khoản Google. Thì trong khi vào cái đăng tài khoản Google thì các bạn sẽ click nha. Sau khi nó ra được cái đến đây thì các bạn làm gì? Tới đây các bạn sẽ gõ này, các bạn sẽ tạo một cái ảnh thumbnail của YouTube đi. Đó, các bạn sẽ xem cái tài khoản này nó sẽ như thế nào. Và ở đây thì kết quả các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái hình ảnh ở đây. Ở đây. Đó. Và nó kêu là phải nâng cấp lên bản đồ đúng không? Đây này. Đây bạn lịch vô. Và chúng ta thích vào sử dụng. Đấy. Đấy, nó không có cho dùng nữa ha. Đấy. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Thấy nó bị vậy không? Đó là chúng ta tạo cái này gọi là tài khoản Canva miễn phí nha. Đấy. Rồi. Tôi xin nhắc lại để các bạn nhớ ha. Đầu tiên thì các bạn đăng ký bằng cách là vào cái tài khoản canva.com, sau đó bạn có thể click vào bên góc phải là cái sign up, sau đó chúng ta sẽ đăng ký bằng cái tài khoản Facebook hoặc là cái tài khoản Google của bạn. Ở đây tôi nhấn vào sign up để tôi đăng ký, và ở đây các bạn đã xem được những ảnh như thế này. Và ở đây có những cái phần ri thì chúng ta sẽ sử dụng được nha, còn những cái phần mà phiên bản rồi như này, những cái đẹp á nha, những cái đẹp như thế này đó thì nó bắt là trả phí đấy, thì chúng ta không thể nào được đấy, ha đó ta nó kêu được không, và nó có cái hình ảnh bên bản bản trả phí này ha, là nó cứ rập rập sập sập nha, canva ha. Đó thì như vậy làm sao là thiết kế được. Rồi, ok. Thì ở đây các bạn sẽ phải xuất bản, nhưng mà không được, cái này như nó không cho xuất bản luôn thì phải. Đấy, thấy các bạn thấy không, không xuất bản được, cái này là tài khoản gọi là tài khoản miễn phí nha. Tuy nhiên khi bạn làm theo hướng dẫn của tôi, các bạn có thể dùng cái tài khoản này bản quyền bằng cách là các bạn mở cái tài khoản nè. Khi bạn làm theo tôi thì bạn mở tài khoản email lên và nó có một một cái đường link, khi bạn click vào cái đường link đó thì nó sẽ hiện ra cái phần gọi là welcome let's go, thì bạn có thể sử dụng tài khoản bản quyền và tài khoản và cái đó như thế nào thì các bạn xem đây nha. Bây giờ đây là tài khoản miễn phí đúng không, thì tôi sẽ chọn đây, các bạn nhớ là vào trong cái email nha. Bước 3 bạn phải vào email và có cái đường link để chúng ta kích hoạt cái phiên bản rồ nha. Và đây đó bạn thấy không, sau khi kích hoạt á cái đường link bí mật của mình á thì các bạn sẽ thấy không, nó kêu là welcome vân vân không flat
hay hoặc là những cái tên khác cũng được. Rồi sau đó bạn sẽ vào cái tài khoản của bạn, bạn click vô bên góc phải cho mình nè, ở đây nó ra một cái tên tên nào đó hoặc là tên thanh khoản thanh văn tại mình rất là nhiều tài khoản, thì các bạn sẽ dùng cái tài khoản này để chúng ta sử dụng nó là cái phiên bản RAW ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào lại trong cái phần là YouTube và bạn click vào phần là thumbnail. Rồi ở đây các bạn thấy không, những cái phiên bản mà ở bên kia là phiên bản thumbnail nè, nó bắt là rồ rồ hết đúng không, thì qua bên đây thì nó đã là vi vi tất cả đều vi hết đúng không. Đây bây giờ chúng ta sẽ thử vào nha, ở đây gần sắp tới Halloween thì các bạn thử vào một cái game đi, đây tôi sẽ làm cho bạn xem nha. Rồi mình ghi là Canva rồi, rồi xuất luôn ha. Đây nè, lúc này nó có cái nút này đúng không, bạn sẽ tải xuống và ở bên góc này nó không có hiện lên cái gì bắt bắt về cái là phải mua hay là gì nữa đúng không, bạn chỉ việc là tải xuống và sử dụng đó được chưa. Đó và lúc này là các bạn sẽ không chỉ là cái phần ảnh nữa, các bạn có thể sử dụng 100% về các phần mà ở trên cái tài khoản của anh và phiên bản rồi này ha. Rồi đấy, các bạn còn sử dụng rất là nhiều ở đây nè, rất là nhiều ha, những cái phần Facebook rồi ở trên là rất là nhiều, bạn sử dụng tha hồ luôn nha, và nó không còn bắt chúng ta bản quyền nữa, thấy chưa, và chúng ta tha hồ thiết kế. Và các bạn lưu ý khi các bạn vào cái đường link và chúng ta mở đường link và chúng ta kích vào link kích hoạt link bí mật của mình gửi bạn, thì bạn sẽ kích hoạt nó, thì lúc này các bạn sẽ có được giống như cái của mình và phiên bản này các bạn không phải trả phí nữa nha. Đó là phiên bản rồi và các bạn phải thật nhanh làm cái nhanh cái ba bước này nha, ba bước này để tránh cái ở trong cái đường link mà tôi gửi cho bạn đó thì có email có đường link để kích hoạt và tôi gửi trong email để các bạn phải nhanh tay click vào để cập nhật được cái phiên bản rồi nha. Hãy nhanh, chỉ có 1.000 tài khoản dành cho 1.000 bạn đầu tiên nha. Ok, chúc các bạn thành công.